Lục cầm sọc lúc dù bài nào đại từ lục miền đi âm bánh bánh lục miền bắc tha tu lục xong mình suy tu lấy thì đời xa lục hôn sáng cắt cần được lấy ở cần được lấy hay xua cần được bọt tiền xua bọt cần được cả làng tiền trong này tu lục hôn sáng cần được quen đối trong này tu quen việc chia phép lô sẽ chắc cứ tha bạ bọt nè không cả bọt ta lục cầm sọc ai phải chạy bán thế bởi bọt nó bọt là biệt mấy hay tụ clay nó hay sruột bọt là biệt mấy hay tụ quay nó bị bạ bọt là biệt mấy đại tới bà lục cầm sọc Cả bất tu rồi bỏ luôn này vô rộng trái hồn sáng về chẳng mẹ. Về hai đặt tại bà nhà. Bà nhà xong cung chiết. Bà chiếc bà rốt. Cường nhiên là bánh si song. Chuông đô mà nụ rì rì đà. Cả sẽ cắm đọt sài mình chênh. Bên này chỉ cắm trong kèm từ hai ô xa hạ cắm. Bạn miên ở với chìa đó bỏ khám ai đập nòm dù dù tớ sai cục tay chìa mùi bụi mạp xa tụ rồi bỏ qua đang về hay tục bằng nhà hà chìa cùng nô rồi bỏ chiệt hay mùi vi tiên có tục nó bằng nhà hà tây khăn nông rồi bỏ cả nạ bạc với chìa chôn Campuchia khlang nạ đài ở đấy khiếm cực tha lúc xa bình xí bà tụ bây chì tụ khlấy hay xuống bọt cả đói mình cua ná đặt bà nhà hà bọc cổ dọc tôi bọc cụt bị chê chứ mùi lộn nhiều rạn trái không sai nè thì bố cả ná đặt bà nhà hà bọc cổ tôi bọc cụt bị chê chứ mùi lộn nhiều rạn trái không sai cứ lộn không sai quạt sập bài nâng lên chứ mùi nha vì bố bà nhà hà bọc cổ ní ná phơ ai lộn không sai miên lẹ chùm nânh giang tách bì giang lẹ chùm nânh tì mùi quạt prang bùng rì can đại khlang ở mơ tao khơi đôi thà quạt bật sợi dây phiệp lục xăm đèn xì nước xăm chứ nghe bật ta bị ắt ra thế ta mà đọt thầm anh cả bật sợi dây phiệp để vô bay lục xăm đèn xì mà nói bục cột bị cháy cứ chỉ riêng khó bật tụ bay chỉ lục xăm đèn xì miên cầm hoặc lâu cho bác bạn nam mới cả đó anh nói như tao bị đứt lâu cho bác còn bật tay rồi hô tự đọc bật sợi dây phiệp rồi bảo kê mình ao cho luôn sẽ cầm phiệp vô bay vì chỉ riêng khó đọt thầm anh bật tay là quân sáng răng bùng rít ở bà nhà bộ côn nó ở tàu thống đầm bay ở kỳ mơ khởi thá cả bắt sợi phiếp lục xong đèn xí tàu chỉ đường xóm á hay chúng nói tí bì lục hôn sáng chú chất bộ cốt rừng bộ côn khlang nà bì bố bà nhà hạ bộ côn dường tàu đáng thân nhạc ca tu nì ní giả hạ cùng ảnh ra chết kì mình lúc đây chú mùi còn đau can tại khlang kì nâu can tại chung ngài được chứ lục hôn sáng còn giúp ba nhà hàng của cô lớn từ thua chia sòng kriem để vô bay căn tại thông tớ đâm bay cùng ai qua miền ở ca snap sầm nua snap sầm đồng po nia nia rồi bảo hạ cùng ông đã chết ông pi ca trở ra bị chia thành bảy đại ca ra bị tịch chết Campuchia ca có rút cái prom riêng sang tiếp hiệp thì còn Paris khơi nhé còn ai nấu chứng ngay ông pi ca chụp rối như bảo hạ cùng ông đã chết đôi khi là bay mối ní cùng lên nhà sao là bài bộ cố cả là lên tới chủng nên được hôn sáng này con ta dựng tới prap bởi chiếc bó rát ẩm tí tu của rồi bà hôn sáng cũng bụng tốc bà nhà hà rồi bà tê chiết đối chứ này lúc xong rạc sĩ khi ông ta cua dốc bà nhà chiết một lên cả là lên bà nhà chiết cứ tới cổ rút bài bàn nếu làm sao rọt không mà đi đại cua lúc xong rạc sĩ dòng một lên nâng lúc cầm sống mình khóa tí tí mũi đặc luôn đầm bay rô cáp sạp xa nâng sạp bà bà chìa thập bà tay hay cá đặc luôn thôi chanh nâng không bà nhà chiết đó cứ chỉ nhạc chinh nhạc tờ quay nhẹ hay cá nạc quạt đặc luôn đầm bay rô cáp sạp bà chìa thập bà tay rô cáp cho chết cáp sạp xa khní nông miền này thà quạt tiên bà chìa bà rốt ai nơi kháng quạt tiàng sông quạt tiên sạ hạc công an rã chiết ai nơi quạt tiàng sông bì bà rô bà chìa bà rốt nâng sạ hạc công an rã chiết chìa bì xe sạ hạc công an rã chiết nạc cá tốt cứ kỳ thuốc ca từ tam chức bạc của rộp rọt hòm mà nói nâng cách prom riêng sản thịt hiệp thì còn bà rì chân xâm lê thì bà lục xa mà đáng xí nữa càng tại khăn hay bà ca nà lục khôn sai mình prom đọc sài bà nhà chiến bà nhà đại khi nhóm riêng rộp kháng đáng nữa đại ca sda bà chiến thập bà tay sập tam xâm nông bò rộp bà lục xa mà đáng xí ưu thì hòa thà lục xa mà đáng xí gọt lên bà nhà nâng chó nát được chứ nè bà chiến bà rộp đang rộng cửa ẩm tí vị bạc sẵn cùng vị bắt
ប៉ុន្តែបញ្ហាបុគ្គលគឺអនុគ្រោះសានមានត្រៀមទេបាទប៉ុន្តែបញ្ហាបុគ្គលនេះអាចជាប្រសិទ្ធភាពមួយនៅក្នុងការបិទបាំងទៅលើឆាកនយោបាយជាតិឬក៏វិបត្តិស្ថានភាពជាតិឬក៏ហានិភ័យជាតិដែលកំពុងកើតមាននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដែរទេលោកកឹមសុខ ការពិតគឺបែបនោះលោកហ៊ុនសែនគាត់ព្យាយាមលេងបញ្ហាបុគ្គលការពិតមួយគឺបិទបាំងនៅអសមត្ថភាពនៃការដោះស្រាយបញ្ហាជាតិដែលគាត់កំពុងតែប្រឈមទី2គាត់បិទបាំងនៅឧក្រិដ្ឋកម្មនានាដែលពួកគាត់បានប្រព្រឹត្តតាំងពីមុនរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នទី3គាត់បិទបាំងនៅវិបត្តិផ្ទៃក្នុងរបស់គាត់វិបត្តិផ្ទៃក្នុងរបស់គាត់មិនមែនធម្មតាទេណា វិបត្តិដែលគាត់រៀបចំផ្ទៃអំណាចពីគាត់ទៅកូនប្រុសរបស់គាត់អញ្ចឹងហើយបានជាលោកហ៊ុនសែនកាលណាមានបញ្ហាបុគ្គលជំនួសបុគ្គលគាត់ចូលចិត្តលេងណាអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើទៅដល់អ្នកនយោបាយនានាកុំលេងបញ្ហាបុគ្គលយកបញ្ហាជាតិមកលេងជាមួយលោកហ៊ុនសែនដាក់ខ្លួនលេងបញ្ហាជាតិដូចខ្ញុំឧទាហរណ៍បានមិញអញ្ចឹងបើខ្ញុំជាឯកឧត្តមសមរង្ស៊ី ខ្ញុំមិនលេង បញ្ហា បុគ្គលទេខ្ញុំមិនលេងចំបញ្ហាបុគ្គលទេគឺលេងបញ្ហាជាតិបបួលលោកហ៊ុនសែនផ្សះផ្សាបបួលលោកហ៊ុនសែនចរចាដាក់ខ្លួនអញ្ចឹងហ្មងចរចាអីចរចាដើម្បីផ្សះផ្សាជាតិចរចាដើម្បីរកឲ្យឃើញនៅរូបមន្តនៃការចូលរួមកាបោះឆ្នោតជាមួយគ្នាលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានប្រាប់ទៅសាធារណៈថាធ្លាប់ថ្លែងនៅទីសាធារណៈថា ចេញមុខសុំទោសជាសាធារណៈហើយទទួលស្គាល់កំហុសរបស់ខ្លួនតើចំណុចនេះដែរទេដែលលោកគិតថាលោកសំរងស៊ីត្រូវដាក់ខ្លួននឹងបាទលោកគឹមសុខជាធម្មតា we admin អំអីទេគ្រាន់តែសូមខមាទោសពីប្រកាសរណារព្រះមហាក្សត្រពីព្រោះព្រះអង្គមិនមែនជាអ្នកនយោបាយណាហើយព្រះអង្គតែងតែសង្គ្រោះសម្ដៅជានិច្ចចំពោះអ្នកនយោបាយ ទូនីតិព្រះអង្គគឺផ្សះផ្សាពង្រួបពង្រួមអត់មានទម្លាក់កំហុសលើនរណាទេហើយមែនតើបើមិនសុំទោសក៏ព្រះអង្គគ្មានយកទោសយកប៉ីអីដែរប្រកាសរណារព្រះមហាក្សត្រនោះប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់គឺជំហររបស់ឯកឧត្តមសេនីយ៍ផ្ទាល់ទេតាមខ្ញុំគិតប្រសិនបើគាត់ងាកមកលេងបញ្ហាជាតិគាត់ឈ្នះលោកហ៊ុនសែនយូរមកហើយហើយឈ្នះលោកហ៊ុនសែនដោយមានឥទ្ធិពលលើលោកហ៊ុនសែន ជាពិសេសមានឥទ្ធិពលក្នុងទួនាទីស្ទើរតែសមរង្ស៊ីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំបាននិយាយជាមួយខេមបូឌីដេលីតាំងពីដើមថាប្រសិនបើឯកឧត្តមសមរង្ស៊ីបង្ហាញនូវជំហរបបួលហ៊ុនសែនចរចានឹងផ្សះផ្សាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា EBA ដោះស្រាយបញ្ហា GSP របស់អាមេរិកដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមហើយប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនគាត់ទៅជួបសហគមន៍អន្តរជាតិជួបសហភាពអឺរ៉ុបថាសូម EBA ជួបអាមេរិកថាផ្ដល់ GSP ឲ្យវិញសហគមន៍អន្តរជាតិនេះប្រទេសទាំងនោះនឹងគេនឹងប្រាប់ថាសមរង្ស៊ីបាននិយាយថាសូមចរចាជជែកគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាតិមិនចាំបាច់អីទៅនិយាយជាមួយពួកគេសូម GSP ឬ EBA ទេគឺជជែកគ្នាចរចាក្នុងផ្ទៃក្នុងជាតិសម្របសម្រួលគ្នាតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសទៅគេឲ្យបាត់ហើយសួរថាជាកិត្តិយសរបស់អ្នកណាសមរង្ស៊ីពីព្រោះគាត់អ្នកដាក់ផ្លូវនឹងមុន ដើម្បីស្វែងរកការចរចាដោះស្រាយបញ្ហាជាតិហើយបើកាលណាចរចាដោះស្រាយបញ្ហាជាតិណាលោកហ៊ុនសែនទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋឧបមាថាលោកហ៊ុនសែនមិនព្រមទៅចុះទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋហើយវិបត្តិកាន់តែធំវិបត្តិអត់ការងារធ្វើរបស់កម្មករវិបត្តិកសិករក៏កាន់តែធំប្រជាពលរដ្ឋសួរប្រជាពលរដ្ឋប្រតិកម្មហើយលោកហ៊ុនសែននឹងធ្វើនយោបាយឬក៏ធ្វើនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីអី
và lúc xong đang xí kỳ đặt luôn là bấy trò chá đó sai bằng hà chết mình prom từ trò chá nè nếu bế đại lô khuôn sáng rùm liên sang cổ chết thôi tốt bốc mà nên kế hai kế mình đang bảo căn tốt bây phóng năng hai kế đặt luôn trò chá là bấy đó sai bằng hà chết từ tiên đó vâng chẳng nó khuôn sáng bảo chôm đang thả cùng ăn ra chết bảo chôm đang chỉ mùi bảo chứa bảo rạch là bay này vô bài này nè bởi dân lên ở trớ á nè đã xong chiên dụ ra mình trái nâng xong mốc chiên dụ ra mình trái bật bật cắt mà lúc xong đang xì lên trâu á cứ xong đang xì mình mẹn hôn sai nè hay hôn sai mẹn tên tớ đôi chị tua là khao môi để con để rất chốc rất lang rất chốc rất lang là mấy ca kia ẩm nát trong cái rồi bác luôn đẹp bắn nó vâng ốc hôn sàn lô kim sọc.